latch. Allocate fast thì mình sẽ 7.6 chẳng hạn. Bởi vì trên dưới bên mình có cái chiêu hồi máu mà, hồi rất là tởm luôn. Hồi lại có con chó này. Bên mình có cái chiêu hồi máu này, hồi rất là tởm luôn. Blessing of the Earth Tree. Úi xồi, mười hai con á, vãi lông. Giết luôn, bay luôn hai con. Thằng đệ mình khỏe quá. Mình đang nghĩ là không biết là nên cho cái shield này ở bên tay kia không nhỉ? Lại cho sói. Mấy con chim này. Còn một nhát. Mỗi con một chém. Chém gió. Nhầm rồi, book chiều nay mới đúng. Hồi máu như điên. Ôi kìa, con chó này cứ đứng ngoài là bắn ghét thế nhỉ. 135.000 kinh nghiệm của tôi. Mình cứ ẩu ẩu rồi toàn chết, mình có bắn cùng mẹ thế mới đều ấy. Mấy thằng chó này cứ đứng ngoài là pha ghét thật đấy. Cứ rỉa máu thì đâu ơi đâu. Bây giờ là cái đoạn này là có hai con chó ấy, nó chết rồi. Chim với chó ở đây này nó lại sống lại. Mình tưởng là bọn này nó cũng chết. À đây cút. Cút.
Thằng nào nó quỳ đây này. Oh, correction, cái gì đây? Yes, yes. Ellipse of Sopter. Đây là cái mẹ gì đây? Hình như là bồ cào ra. Là cái gì đấy? Mình chẳng biết là cái gì. Là cái này à? Death Flare. Cái này là Dexterity 25 à? Nó thích kiểu dao găm ra. Có cái chỗ nhớ trong này. Tìm cái chỗ nhớ thế này. Đây này. Mình nghĩ là mình nên tăng thêm cái mana mình dài ra nhé. Chơi đánh phép này vui phép. Nên là cái vấn đề của mấy cái thanh niên đánh phép là bình thường là nó không tanh ấy. Về trên thực tế là bây giờ mình tanh vãi lành luôn. Về trên thế là mình từ trang đổ lên vậy. Đánh nhau với thằng này mất bao máu. Ui. À. Chết rồi, mẹ bị và cái dọ. Nhìn kinh vãi lành. Ui. À. Đuổi. Mấy con chó đấy em. Ôi đi. Mẹ có ba con chó nhảy vào cắn. Điên. Con chó ghẻ này. Em chết con mẹ lửa này. Ô ba con gì vậy nó cắn mẹ vãi đài. Mà chiều điện này. Không đủ ấy mày đánh. Đây. Túc xác chó này. Game gì? Ui. Mình chưa chơi game đấy. Mình không hay chơi mấy game try hard đâu. Nhưng mà mấy game Sekiro mình không có chơi đâu. Phải đánh chết thằng này thằng khác mới nhảy vào. Đây có con chủ luôn này. Cái này là chủng gì này? Cho nó đi mình cho mình xuống đâu nhỉ?
Cho mua cái sảnh số 2 à? Có thấy đâu? Cái gì để chơi mèo? Nó đi chơi ngoài rồi, biết là rình đâu, nó không đi. Cái kia nó không vào đấy. Mì cay thôi. Rồi thì nó gọi. Trộn lên đây. What? Giờ cái phép lửa này mạnh hơn cái phép của mình. Con này chém phát bay mẹ luôn. Mình đánh lửa rồi nè. Game này mình không biết. Bây giờ cảm thấy không tryhard lắm nhỉ. Đợt trước thì tryhard. Không, tryhard là sao bằng cái trò Dark Soul. Dark Soul kia nó không phải thế giới mở ấy. Tryhard hơn. Liệu trò này liệu đáy trù không được mình dỗi mình đi farm chẳng hạn ấy. Cũng đâu phải là tryhard lắm. Ui chết rồi mẹ tí chết. Ô, nó bắn đâu nhỉ. Ui nó ném đá. Con coi này láo phết này. Ném đau ấy nhỉ. Ui ui. Mẹ thằng chó này. Bảo sao, bảo sao, bảo sao. Bố kêu có khiên, bố mới chạy. Nó nhảy xuống à? Đâu nhỉ? Nhớ là mình đi... Quay lại... Mình chưa xem hết. Ôi! Mẹ mình quay lại thì con chó kia nó lại biến đâu ra, nó bắn mình. Ôi. Vãi này, vãi đái thật. Đùa. Biến này con chó. Một bức tranh này. Hình như là có một thằng kiểu họa sĩ nó ngồi đâu ấy. Là mình gặp thằng cha này ở đâu rồi. Nó lại quay chỗ này. Mà là lúc nào cũng cạn. Mình đang không biết là cái... Nó hình như mình quay trở lại đường này thôi. Đi đúng vòng. Thế là cái đoạn này nó chỉ mở cái bức tranh cho mình. Cạn hết mọi thứ. Ồ, chúng ta đánh boss thôi. Không có gì để mà làm. Chứ bây giờ ngon phết nhỉ, có thằng boss à đâu. Kiểu có thằng đệ đánh mình ở ngoài mình cứ ném chửa. Ơ cái chỗ anh nhảy được qua đây luôn. Thằng
nhảy lên cái tháp và nhảy qua tới chỗ người này. Người con này này. Phải đường này không nhỉ? Cái thằng này đi đâu? À, nó ra cái rào này. Cái rào này là lúc nãy mình có đi được không nhỉ? Cái rào này là dãy bên tay trái qua đây ra nhỉ? Thế là về cơ bản là cũng ra cái tầng 1 à? Để phá mấy cái rào đó không nhỉ? Thế là bây giờ có cách đi nhanh hơn là đi qua đây rồi đi cái thang máy lên. Cái tầng 2 này vẫn có một cái mình ấy thôi. Cảm thấy ở dưới này nó vẫn có một cái gì để mình khám phá ra nhỉ. Cái thang trèo lên này. See missing stone này. Sói này. Ui chết rồi, sói to quá. Not good, not good. Ui. Nó biến lại nè. Mình thích mấy con sói đâu vậy. Ôi. Và cắn đau quá nhỉ. Stone sword key. Thế là bây giờ rơi đứng với mẹ dưới luôn. Ôi nhưng mà tao chả có thời gian để đánh nhau mày. Cái đường này nó dẫn ra đâu ấy nhỉ? Ôi chết rồi, cái này rơi mấy cái này dẫn ra ngoài, ồ phải. Ủa quá, mình nhảy con mẹ nó rồi. Bây giờ mà đi lại cái này lại bọn quái cái nó lại spam. Cái này nó dẫn ra ngoài thành. Cắn bố mày đi. Mẹ ăn ơi, ngủ nó chém như con điên. Mẹ nó tê lê sau lưng mình nó chém. Con chó này ghét thế nhỉ?
mấy cái thằng ma này ảo ảo thật đấy. Sao ui vãi đái, ui vãi đái, nó tê lên sau lưng mình vậy, bên chó này. Ui mẹ, tê lên ngay trước mặt rồi. Vòng lại đây đi. Ui Commander gì đấy. Này luôn đấy. Bao giờ mình gọi này mình hồi nhớ mình hồi máu rồi mà nhỉ? Commando Neo. Nó lộn xộn quá. Vừa vào thôi. Ui mẹ lại chơi lại chỗ này, ô vãi đái nó. Đùa luôn, chơi lại tít đoạn này luôn. Mình đi cái thang lên được không nhỉ? Có sầm lông vãi đái luôn. Hay mình nhảy dưới mình gọi cái clip được không nhỉ? Ui nhảy xuống chết con mẹ luôn. Ơ có cái clip này mà không gọi được, không ấy đi được thì mẹ cần chó gì nhỉ? Ảo à? Này có đường này. Mẹ con chó nào lại bắn này. Phiền thế, mẹ con chó bắn cung này. Thế là chỗ này là đánh nhau với thằng cục là Commander à? Cái chỗ thành này. Ờ, mẹ trèo lên lại kìa, mấy con ma lại biến mẹ đâu mất. Ủa,
mình nhảy ra bên này. Đấy, nó có điều nhiều nhiều đường loanh quanh vãi đái lắm. Đây này. Biết đấy. Ui. Bắn nó teleport ngay trước mồm. Này ăn cái này. Amber Medallion ổn quá nhỉ. Nghe tăng cái ấy ra. Nghe tăng cái mana ra nhỉ. Này này này. Maximum mana bây giờ là bao nhiêu? Cái này tăng bao nhiêu nhỉ? Mình là đang bao nhiêu? Mình là 110, 106 á. Lên bao nhiêu? 115 à? Lên có một tí thôi. Bảo phải tăng nhiều sợ mẹ thế thường. Ồ, có hơn không? Tưởng tăng nhiều lắm rồi, nhưng mà ít ra cũng được, mình đang cần cái này. Nhảy cái này, nhảy sau cái chỗ này ra. Lại quay trở lại về cái chỗ này. Này này, mấy con chó bắn cung này này. Mấy con chó này. Một bổ. Cứ mỗi lần đánh lại các con này lại phải đi cái một đống này, ghét thế nhỉ. Cửa này không mở được nhỉ. Này, có thằng nào chết này, lẽ ra mình không biết. Trời, mẹ công bằng vãi lành. Bay màu. Còn một con này. Ôi. Ui, nó cắn một phát mẹ, bao nhiêu máu luôn. Mẹ chứ. Cái trường lửa này lúc gần vậy không đánh được nó nhỉ. Con đĩ này. Cảm ơn bạn, nhưng mình có phải nữ đâu. Mình nếu mà mình streamer nữ thì tốt. Mình streamer nam à. Mẹ con chó này, mẹ bố mày ghét. Phải ném trưởng rồi. Ui. Thầy vào đánh nó mẹ, nó vả cho. Chứng tỏ là mấy thằng đệ hiệp sĩ này đánh rất là tởm luôn. Trong kia nó đánh, nó gọi hai thằng ra mẹ, nó đánh mình.
Mình ẩu quá, mình đúng là mình không nên nhảy vào nó. Hay mình ấy lại cái chiêu nhỉ? Hình như mình có chiêu ném điện mà, mình giết con đi. Mình cần cái này. Mình cần cái chiêu ném điện này. Chiêu này có cái... là mất có 18 thôi. Nên có khi nó hiệu quả hơn. Chết luôn. Đây. Chết con mẹ. Nhưng chừng là thằng này nó không báo động thì là vẫn ngon đấy thôi. Chết mẹ. Mình vừa đi chơi ấy rồi, mình không mình búp lại và gọi luôn. Nó đợi mình đây rồi, con chó này. Con chó. Ui, thằng kia đánh tởm nhỉ. Ui giời. Ôi đứa. Đùa. Mẹ tí chết. Bấm kiên. Úi dồi. Gá đùa. Set. Úi sụp nè. Cháy người. Commander Niao à? Veteran Prothetic à? Tăng này là cái chân giả của lão này thôi. Tưởng bác này như nào, mẹ mới cho vài trưởng toi mẹ luôn. Công nhận cái phép lửa bây giờ mạnh phết. Có cái gì hot đấy. Có thằng nó chết ở đây này. Máu giờ dày vãi lành luôn. Mình không biết là có phải nên lên máu nữa không nhỉ? Hay là như này là mình nghĩ tương đối đủ rồi. Quan trọng là mình không bị one shot chết ấy. Hoặc là kể là one shot hoặc là two shot ấy. Là nó đấm mình hai phát mình không chết được ấy. Quan trọng là nó đánh mình một phát là nó không chết được thôi. Còn lại cái kiểu mình rất là tanh, rất là dày ấy. Have Ergi Secret Medallion. Sẽ có máu me bé bé này. Có thằng nào muốn nhảy đây ta? Thằng nào muốn nhảy thật? Đó là cái Secret Medallion là cái gì nhỉ? Có trái và phải này. Đâu nhỉ? Cái này có gì nhỉ?
Grant access to the hidden path. Grand Reef of the Rock. Mikael Halley Tree. Atul Litu. Grand Reef of the D2. Grand Reef of the Rock ở chỗ này nhỉ? Xem này. Thế cái chỗ em nó gọi là cái gì? Runway of the Rod này này. Thế nếu mình quay trở lại đây hình như nó có đường ẩn đấy nào. Thế là có một cái đoạn trên này mình chưa đi được này. Không biết là đi nhìn nào. Không nghĩ là còn gì để khám phá nữa. Hình như hết rồi. Thì mình bay trở lại chỗ này thôi. Có thể cái nhiệm vụ ám sát ở đây đâu ấy nhỉ? Nó ghi là ở chỗ này này nhưng không biết ở đâu. Bạn là nữ ấy thôi, 183. Mà 183 này không nên đi chơi game nhỉ? Mẹ em chơi như điên này. Như là mình sử dụng cái media lens khác này. Có loại cái media lens xịn hơn này. Hay là vẫn cái media lens này thôi nhỉ. Thế là nâng cả cái bệ này lên này. Thế là cái lần trước cũng như này nhỉ. Hình như là vẫn thế là vẫn thế. Vẫn ra cái chỗ này. Cái mẹ gì nhỉ? Thế cái này để làm cái gì? Nè, Hai Tree Secret Medallion này. Không biết là Joy kiểu gì nhỉ? Cái này là cái Rod Medallion này được rồi này. To operate Grand Reef of là đi tút Grand Reef of the Rock. À hình như là mình phải cầm về cho cái bọn ấy của mình thôi. Mới là nó sẽ mở ra cái bí mật thì. Mình đưa cho ai nhỉ? À, chắc đưa cho ông kia nhỉ. Không ghép vào em cả. À, I see you've laid your hands on the other secret medallion. I'm glad to see my counsel has borne fruit. But the honor of the deed is yours alone. You've made more of yourself than Ensha has. Now, more importantly, both secret medallions are in your hands. I suppose you'd like to know then. What awaits you on the path ahead? Me too, my friend. Me too. I wait with bated breath. There are four more, Demi. Nicola of the Halig Tree. The Honor Lord. His twin. Halley Tree. The undefeated Lunar Princess Rohan. Nên là về cơ bản có ba thanh niên. Nên là cái con Rani thì mình không nói làm gì. Con này đấy không phải đối thủ mình. Bởi vì nó có đánh mình nữa. Còn cái ba cái nhân vật nữa là kiểu là demigod ấy. Thế là có cái gì mua đâu.
Ồ, hình như mình sắp bên mình lên được level ra nhỉ. Thì tanker B phải đánh được phép tí nó mới ấy. Ví dụ như nó không quay mình là mình đứng ngoài mình xịt ấy thì nó tốt hơn. Chứ bây giờ lên tanker nữa thì cũng chả để làm gì ấy, kiểu thế. Bởi vì trên thế nó cũng đủ tanh rồi. Cái khiên của mình bây giờ đỡ tởm lắm rồi ấy. Bây giờ là mua được cái giáp của thằng cha này. Cái giáp thằng cha này xịn phết nhỉ. Là tướng quân ấy. Để mình xem mình có tăng được cái kinh nghiệm thôi. Memorize spell này. Giờ mình bỏ đến cái này nhỉ. Mình nên thử cái này xem. Lightning spear này. À nó cái này nó cần hai cái. Mình cần cái này thôi. Cái này hình như nó farm quái ngon phết.